Alo, anh Hai hả? Anh Hai tài xế hả? Rồi, tôi nói với anh nha, bây giờ nha, coi như là anh nói với bà người làm đó là chuẩn bị bộ đồ cho tôi. Đừng có lấy màu nổi, tôi không có thích màu nổi đâu. Lấy màu xanh lên bên nơi đỏ túi thôi. 2 giờ đi họp rồi đó. Nè, gì? Tôi mệt quá, tôi ốm người, tôi không còn máu để nói với anh nữa nghe anh. Anh làm ơn chị nói, chị nói nhỏ tôi nói chuyện. À, cái màu hồng phấn, à, cái màu hồng phấn cũng được, tôi ghét màu nổi lắm. Từ trong đầu anh không có sen, ờ cũng được, tôi ghét. Anh làm ơn để ốc đi. Anh nói gì? Anh nói gì? Anh cứ đem vô bệnh viện là biết là của tôi thôi. Anh nghe không vậy đi, bực mình quá hả? Mệt quá. Gì? Đang nói chuyện gì chọt chọt thì nói gì vậy? Mạnh nào nấy nói, ai nghe được nghe. Chị mắc cười quá, chị rảnh rang quá ha. Rảnh rang vô thăm má chưa? Ê, mày nghĩ sao mà nói tao rảnh mày? Lát thì đám cưới mà người con hủi cái đầu tao coi. Nó hù vô con cú, móng tay chưa có làm như con hủi mày thấy không? Tao không có rảnh. Mày rảnh đó, vô chổng thăm má đi. Tôi bận trăm công ngàn việc, thời giờ đâu vô má. Tính là mai vô nè. Mày bận việc gì? Ờ quên nữa. Gì? Hôm qua sinh nhật má, chị gửi quà cho má chưa? Công việc túi bụi hết trơn rồi, quên, mới gửi sáng tức thì đó. Còn mày? Em cũng bận, định mai vô thăm, rồi vô bệnh viện thăm, rồi đính kèm quà luôn. Cha Sơn này bực mình ghê, hồi nãy nói cả tỷ lần. Mà ông Sơn cũng ngộ lắm. Kiếm chuyện nói bao nhiêu lần rồi, mỗi lần kêu ổng là mất hồn mà, kêu lâu còn hơn là quỷ nha. Làm cái gì mà không biết, đang nói chuyện vô duyên mày. Mà, ủa Sơn hả? Ủa, trời đất ơi, ủa, tao đứng lù lù như ma vậy ông? Dạ tôi vô đây rồi, nãy giờ cậu kêu tôi lên liền á. Lên liền gì, kêu năm trước năm sau mới xuất hiện hả? Cậu Ba thông cảm, tôi chạy lên liền mà thấy cô cậu đang nói chuyện tôi không dám. Nè tôi nói cho anh biết nha. Anh Sơn, anh biết Sơn. Tôi mà, tôi bị tim thòng, làm ơn là nói tới là kêu thưa giùm cái, khiều khiều quẹt quẹt thấy ớn hả? Dạ anh đâu Sơn. Có biết. Sơn, hiểu rồi. Dạ cô Hai kêu tôi. Hồi nãy anh giỡn mặt với tôi hả? Dạ đâu anh có. Anh để tôi nói cả tỷ lần với anh làm sao? Công việc tôi giao anh sao rồi? Dạ tôi đã làm xong hết rồi cô Hai à. Gì hả? Dạ qua đây. Quên nữa, tôi cũng bị nó nghe nè. Chị tôi gửi gì cho má tôi à? Cô cấm không cho nói, tôi không dám nói. Nói gì? Nói nhín nhín, nó nhỏ nhỏ cho ai nghe đâu mà nói. Không được cô... Anh nói tôi nghe đi. Rồi ngồi tôi mua kẹo tôi cho. Trời. Ông này ngộ lắm. Ông này ông mê ăn kẹo lắm. Cuộc đời ông kín miệng lắm. Mà hễ mà cho kẹo là ông khai hết à. Trời ơi, suốt ngày ăn kẹo, đem lên giường ngủ rồi vẫn còn nhai kẹo. Từ đây nhìn thấy răng đều chứ không phải thiên nhiên đâu, mà mượn của nha khoa không đó. Cậu ba nói quá, cậu ba tội nghiệp tôi cậu ba. Thì tôi nói cho hồi tôi cho kẹo, nói đi. Dạ. Ông khôn ra rồi. Trời ơi, răng mượn của nha khoa không mà nghĩ sao ăn kẹo nữa. Qua đây. Dạ. Đổi tông mà đúng không? Dạ, cà phê hả? Sữa đá nghe không? Dạ. Nói cho tôi biết đi, em tôi gửi cái gì cho má tôi. Dạ cậu không cho nói, tôi không dám nói. Nói đi, chút xíu, nói nhỏ cho tôi nghe thôi. Cậu đang có cái bệnh tim thòng, nói rồi cậu rớt tim luôn. Để cho thòng luôn đi, nói đi. Dạ không được đâu cô ơi. Tôi hơn nữa khi mà cô cậu gói quà kỹ quá, lúc mà tặng cho bà thì tôi không thấy gì hết á. Vậy tốt quá. Tôi chỉ tôi sau khi mà bà đọc hai cái thiệp của cô cậu tặng đó, tự sao? Nhiên cái má tôi có nói gì không? Sao bà buồn lắm. Nhưng mà tôi nói thiệt, cô cậu cho phép tôi dám nói nha. Thì tôi nói lẹ đi, mệt quá à. Thì anh nói, thì anh nói đi. Chữ là trong họng anh muốn phọt, lúc nào anh phọt thì ai cấm anh đâu. Ngậm ngừng hoài. Bà buồn rồi bà khóc, rồi bà nhờ tôi á đem hai cái gói quà để trên đầu tủ. Rồi bác sĩ thấy bà xúc động quá nên mời tôi ra ngoài. Sau đó tôi không biết gì hết á. Nhưng mà tôi nhớ được, tôi có đọc sơ qua được hai cái thiệp mà của cô với cậu đưa cho bà. Trời hú hồn không trời à. Không đọc mà nhớ, đọc nhớ được mới thấy ớn không? Nói đi, nói để cho tôi biết là nó viết cái gì. Anh bây giờ là anh đọc thơ của chị tôi đi. Nói bây giờ đi. Bây giờ tôi nói đọc. Đọc nó trước. Đọc của chị. Tôi ra lệnh nó đọc nó trước. Chị lớn đọc của chị trước. Đọc bài trước. Đọc bài trước. Hỏi nói. Đếm sầm như thờ, thở ấu thơ ấu trị ấu trùng. 2 3. Rồi, tôi thắng, đọc trước tôi đi. Trước. đọc chị tôi trước đi. Lâu sống lâu năm mà còn ngu thấy ớn không? Vậy tôi đọc của cậu trước. Anh đọc đi. Tôi chỉ cần liếc sơ qua tôi thuộc lòng rồi, tại cái mấy cái thiệp này ấn tượng với tôi lắm. Rồi tôi đọc nha cậu. Anh đọc đi. Má thân mến, má yêu thương của con, sinh nhật của má chắc vui lắm phải không má? Má ơi, con kẹt công việc nhiều quá, không về thăm má được. Má ơi, má ơi, má ơi. Trời. Chấm chấm, mở ngoặc, khóc nhiều lắm. Trời khóc muốn chết luôn. Nghe nổi ốc quá đi. Mình sợ má không có thấy được cái sự mà đau khổ của mình, sự thương yêu má. Mình phải minh họa là chấm chấm chấm, khóc nhiều lắm, đúng là định viết là nước mắt lã chả ướt đầm giấy thơm. Gúm. Dạ. Tôi xin phép đọc tiếp à. Anh đọc đi. Dạ.
Ngồi đọc đi. Dạ. Sau đó thì tôi đọc tiếp là: má ơi, con thương má nhiều lắm. Cái nhà ở Long Xuyên, sau khi má hết bệnh, má cho con nha má. Má nhớ viết trong tờ di chúc là để cho con. Má ngạc nhiên lắm mà. Má yên tâm đi, chị Long không bao giờ tranh giành với con đâu. Chị đã hứa với con rồi. Trời ơi, má bụng rủng luôn. Hết chưa anh? Con trai của má, Xuyên ca ca. Trời ơi, thấy gốm. Hết chưa anh? Hết rồi đó. Khẳng định hết rồi phải không? Dạ. Xin lỗi anh nói chuyện này một chút. Em mày nghĩ sao mày? Mày nghĩ sao mà mày nói là tao không tranh giành với mày? Em biết tưởng chị thương em. Không dám thương mày đâu, cuộc đời tao chưa biết thương mày bao giờ nghe mày. Trời ơi, đừng có xạo xạo mày hổm láo mày mất dạy. Mày đừng có lấy mày, mày hốt hết ba cái của má là coi chừng tao nghe mày. Chưa má biết chết à. Đi ba để lại của cải mày có là tao cũng có nghe mày. Chị đừng có nói vậy, chị làm chị hay lắm vậy. Nói đọc thư của em thôi, còn thư của chị viết cho má chưa đọc kìa. Bây giờ anh đọc thư của chị. Anh đọc đi. Cho đọc coi chị viết cái gì trong đó. Dạ, bây giờ tôi sẽ tao đọc. Tao với công tâm lắm mày. Tôi đọc thơ cho cô của cô hai. Anh đọc đi. Happy birthday má. Hello. Tao làm việc với người nước ngoài, mở miệng ra là happy happy thôi. Trời đất ơi. Má ơi, sinh nhật của má, con cũng kẹt công việc nhiều quá con về không được. Con có gửi tặng má hai hộp sâm Hàn Quốc. Ngưng. Sâm Hàn Quốc nghe mất muốn xỉu không? Sâm Hàn Quốc hả? Xin lỗi chị nha. Không biết phải sâm Hàn Quốc không à. Mua ngoài chợ lớn đó mẹ, mua ngoài chợ lớn quận 5 Xó Trình Lâm đi. Nói mua sâm Hàn Quốc. Xin lỗi chị nha. Mà không biết phải là sâm Hàn Quốc không á. À, quên, không biết phải sâm chợ lớn không á. Hay là mua ba củ cải trắng sắc nhỏ phơi khô đem nói là sâm Hàn Quốc. Trời ơi, thì đừng có làm ô uế xứ sở kim chi của người ta nha. Mày nói xong chưa? Hết rồi. Trời ơi, lý ra nó phải đầu thai con gái á. Đàn ông con trai gì mà nói lêu lẻo. Trời ơi, cái miệng nó lên tới mang tai à. Ê, tao gửi cho má cái gì cũng là cái lòng của tao nghe mày. Mày có gửi không? Có gửi gì không? Tôi từ từ tôi tính sao. Anh đọc tiếp đi. Dạ, tôi xin phép đọc tiếp ạ. À. Má ơi, miếng đất ở Long Xuyên, má nhớ má cho con làm của hồi môn. Thôi trời ơi, cấp này con khổ lắm. Thằng Xuyên nó đã hứa với con là nó nhường cho con, nó không tranh giành gì cả. Má, nếu tiện khi nào má khỏe, má về dạy má ký vô cái bản di chúc. Con đã mướn luật sư làm sẵn, má chỉ cần ký vô là xong. Con gái yêu của má. Hả? Hết chưa? Hết rồi. Ý. Rảnh không? Quá rảnh. Bắt ghế leo lên đầu chơi nhảy dây đi. Trời ơi, tao mày lên là 30 giây thôi mày. Chị nghĩ sao tôi không tranh giành đất đai ở trong đó? Trời ơi, tao là chị mày, tao phải chơi trên cơ mày chứ. Chị quá trên cơ mà ha. Chị hay lắm ha, chị trên cơ tôi đúng rồi. Chị làm sẵn di chúc đưa má ký nữa ha. Gửi luật sư đưa má là sao vậy? Tôi nói chị biết nha, tất đất là tất vàng nha. Tôi không nhịn chị đâu nha, vợ chồng tôi không tha chị đâu nghe chưa. Kêu vợ mày qua đây. Chấp kêu chồng chị ra đây. Kêu vợ mày qua đây. Kêu chồng chị ra đây. Thôi mà. Anh chắc là tôi cái lộn mình xà xía vô gì? Nói đó chị biết. Mày. Thân tao ốm nha mày. Ngưng cãi 3 phút. Họp kính. Dạ. Chuyện gì cậu má? Má tôi có kính có ký vô cái giấy của chị tôi không? Dạ chưa. Ờ vậy đó tốt bà. Xếp bà xếp hai cái lá thư lại. Rồi tôi thấy bà khóc. Bác sĩ lúc đó thấy tôi vậy, bác sĩ cũng lại mời tôi ra nữa. Cho nên tôi không biết gì hết. Anh ăn ở sao ai cũng mời anh ra ngoài hết trơn vậy? Dạ. Không biết sao, hình như ở ác quá hay sao. Dạ. Nè. Ờ quên nữa. Dạ. Dạ. Giấy tờ tôi đưa riêng cho anh á. Dạ. Hả? Cái gì? Cái giấy tờ tôi đưa riêng cho anh nè. Dạ sao? Đâu rồi? Đây nè. Đó, đã được. Cái gì vậy? Sao? Ê chị, của tôi làm cái gì vậy? Mày đặt gửi giấy cho má hả mày? Của tôi, chị đi. Chị đưa đi. Mày giả cạt vô mặt hả mày? Tưởng tao không biết không được, sợ sợ mày. Trời ơi, viết thơ cho má, di chúc đàng hoàng chứ mới ghê. Di chúc viết rằng miếng đất Hương Quả tại thành phố Long Xuyên rộng 13 hecta sẽ thuộc quyền sở hữu của anh Lê Anh Xuyên. Trời ơi, chóng mặt rồi má ơi. Trời ơi, kèm theo là tòa biệt thự trên đường Xuân Hương Đà Lạt, dãy phố 5 căn Cà Mau. Anh Lê Anh Xuyên bị bệnh tật từ nhỏ, được má cưng nhiều hơn. Trời ơi, túi mồ hôi ông nội ơi. Số tài sản trên sẽ được giao cho anh Lê Anh Xuyên quản lý từ ngày bà Nguyễn Thị Đáng ký vào bản di chúc này. Thằng mất dạy. Hồi nhỏ mày bệnh gì mày? Hồi nhỏ mày u nu u nần à mày? Mày bệnh cái gì? Bệnh muốn chết luôn hả chứ? Bệnh gì? Chỉ làm ơn quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Nói không hát mày. Nhớ năm xưa, lúc đó em đôi 4, chị đôi 5, là chị 8, em 10, em 8, chị 10 đó. Còn gì? Hai chị em mình tung tăng dưới bờ ruộng. Còn sao? Bỗng nhiên, nhìn trên trời xanh, có một chùm mặn. Mặn? Hồi nhỏ em nói đớt không mà, chùm mặn. Ờ.
nhỏ khác giờ khác. Thấy đúng một rồi, chùm mặn đó. Chùm mặn đó ở đâu? Ở nhà bà Tư cảnh giác. Mà... đúng rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ không? Bà Tư cảnh giác rồi, nhớ. Chị nhớ không? Nhớ rồi. Bà Tư cảnh giác mà không hề cảnh giác chứ nào. Rồi, rồi. Chồng mận mà tao nói không chị rào lại, không chị rào. Cái chị kêu em. Hai chị mình lẻ qua, hai quá. Chị kêu em, ê mẹ con trai mày leo mày hái cho chị ăn. Ủa, đi nhớ không? Cao thì cao quá cưng, nhớ. Chị leo, kêu em leo mà. Em leo xong rồi điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra. Rồi sao chị quên nội? Té lăn lóc thấy bà nội nè. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Chết cha, bữa đó té nặng dữ lắm á. Nặng, coi như té mà nặng lắm. Chị biết sao không? Té mà coi như là băng bột á. Băng bột cái tay mà tính ba, không hơi quá, ba tháng hơi quá, ba tuần lễ luôn á chị. Giờ cái thẹo nó bự biết là bao nhiêu cái thẹo nè. Chị coi cái thẹo nè. Nhớ rồi má, cái thẹo, cái thẹo, cái thẹo, cái thẹo bự thấy không? Cái thẹo biết là bao nhiêu cái... Này hả? Cái thẹo đó. Trời má ơi, này nút rồi. Nút rồi. Nghĩ sao mà nói lại cái thẹo. Ngày xưa là thẹo bự. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua da lấn dần thịt xâm phạm sang thẹo, cuối cùng thẹo thu nhỏ còn chấm nhỏ như thun chấm bi vậy. Thấy ghê không? Trời ơi anh Sơn thấy không, nó rặn ra từ ra ngữ để nó nói cho bằng được. Cái thằng nó lẻo lự dễ sợ luôn. Ê chị nhớ rồi, hồi nhỏ là cưng có té thiệt mà bị lội tay băng bột ba tuần thôi, má đánh chị quá trời chứ đâu mà té rồi có thẹo. Mà sao mà sợ gì vậy? Cái gì vậy? Sợ vậy? Chị tôi cấm gì? Chị làm gì vậy? Ta, xé làm tao. Chị xé cái này của tôi vậy? Làm gì tao? Cho chị luôn đó. Xin lỗi chị à. Photo thôi, góc đây nè. Sao? Cao cơ hơn mình không có cửa đâu em. Suy nghĩ nói nghe nè. Cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Giỡn chút, giận chị hát trời. Trời ơi, bà làm bà tự mà nhưng mà nhún nhảy. Tôi muốn xin mượn cái mền để tôi chùm lại ghê, nghe nóng lạnh quá à. Nói nghe nè, chị giỡn cưng thôi. Trời ơi, hai chị em chị giỡn, chị thử lòng cưng thôi. Có tham không, ai ngờ cưng tham thiệt. Như sao? Thì thôi, cứ để cưng tham đi. Cứ nghĩ coi chồng chị giàu quá mà đúng không? Hả? Má chị giàu không lẽ chị dành đất đai của cải cưng chi? Còn gì nữa? Má cho cưng là cưng hữu, quyền sở hữu của cưng đúng không? Chị nói vậy là em chịu đó. Chị không bao giờ giành giật với cưng đúng không? Chứ sao em nữa? Yên tâm, không bao giờ giành. Cái vụ cái vụ chị làm gì ta? Chị, nói thiệt chị, tôi không tha chị nha. Mà làm gì ta? Nói thiệt cái chị nha. Đừng có xạo. Vợ chồng chị là quá đáng lắm. Tôi không nhận vợ chồng chị nha. Mày làm gì? Bây giờ quá trời ơi, nổi lòng thấu trời xanh. Bây giờ mày sợ, mày sợ. Cậu ba mà thôi đừng giận nữa cậu ba. Tức quá trời tức. Thôi được rồi, cậu ba đừng tức nữa mà cậu ba. Biết tôi bị tim thòng mà chọc nó thòng tim hoài vậy. Bây giờ mày thòng dưới đất thì thôi á. Bây giờ nè, tôi nói cô cậu đây, cái cô cậu có thời gian hơi đâu mà cô cậu đứng đây gây gỗ nhau. Đi thăm bà đi. Bà đang cần tình thương của cô cậu nhiều lắm. Mấy ngày nay bác sĩ nói bà ưa sốt cao rồi huyết áp cứ tăng dần vậy đó. Bà xúc động á, sợ có chuyện gì xảy ra với bà. Bà yếu lắm rồi. Sao? Anh nói sao? Má tôi yếu lắm rồi hả? Dạ. Nhưng mà anh biết đó, tôi đâu có thời gian đâu đi thăm má tôi. Anh á, anh rảnh anh làm gì, giao cho anh cái quyền anh vô trỏng anh coi má tôi thôi mà anh cứ nói này nói kia hoài. Tôi đâu có bao giờ kêu cô cậu vô đó để mà săn sóc cho bà. Ý tôi muốn nói là cần cái sự quan tâm. Các cô cậu quan tâm. Bây giờ nếu cô cậu cho phép, tôi mới dám nói. Thôi nói lẹ đi, mệt quá. Tôi chưa thấy ai bất hạnh như bà. Có con, cháu, mà cứ thui thủi trong viện dưỡng lão. Cô cậu ơi, đâu phải cô cậu có tiền rồi. Gửi như bà trong viện dưỡng lão, mướn phòng lạnh, mướn bác sĩ giỏi để chăm sóc cho bà. Cái điều đó là đúng đâu. Cái bà cần là sự chăm sóc, sự quan tâm, sự gần gũi của cô cậu đối với bà. Giống ba tôi quá à. Anh nói hết chưa? Tôi nhớ là tôi đã xa rời bản đen phấn trắng từ lâu lắm rồi. Tự nhiên hôm nay nghe tiếng thầy giáo dạy đạo đức năm xưa vậy ta. Bạn cũ, trường xưa. Không, câu thơ nó vậy nè. Trường cũ, không. Trời má ơi, quên thì thôi đi, cứ rặn hoài. Không thì tôi nhớ, tôi phải phọt thơ, người nói chuyện là phải có phọt thơ trong đó mà. Thầy cũ, trường xưa mà bạn hữu đâu rồi? Tôi nhớ câu này mà. Mà tôi xác định anh, tôi không phải là phấn trắng, tôi không phải là bản đen, tôi là con người. Anh ngày mai anh dọn đồ nghỉ gấp giùm tôi. Ác quá nghe mày. Mày vừa phải thôi nghe mày. Cái mặt mày thiện mà cái tâm mày nó ác quá trời hà. Mày nghĩ sao anh Sơn làm trong nhà mình ít nhất là cũng mười mấy năm trời. Không có tình thì cũng còn nghĩa. Nghĩ sao mà nói là ngày mai dọn đi. Giờ chị muốn sao? Dọn liền 30 giây. Trời ơi, mới nặng đô hơn tôi trời ơi. 30 biến.
chị, chị lần đầu tiên thấy chị nói đúng á, chúc mừng chị nha. Lâu lâu mới hợp gu một bữa đó. Ngồi đi nghe chị xử nè. Ê anh Biểu ơi, tôi nói anh nghe nè, tôi mướn anh vô đây làm gì? Coi má tôi đúng không? Má tôi bệnh, tụi tôi công chuyện rất là nhiều. Khi mà ba tôi chết đó, má tôi đau tim, rồi bệnh hoài, tụi tôi phải đưa vô bệnh viện đến chi? Má tôi làm mệt là có y sĩ, bác sĩ là chăm sóc má tôi đúng không? Còn anh làm gì? Anh đứng đây làm gì? Tôi nuôi anh để làm gì? Nuôi ông tay áo hả? Nuôi khỉ dòm chuồng. Ôi, nuôi khỉ dòm nhà. Thôi, tôi thực ra lâu nay thì tôi cũng chịu đựng nhiều lắm rồi. Tôi không thể nào tôi chịu được cái tánh của cô cậu được nữa. Tôi đang chờ một ngày nào đó cô cậu đuổi tôi. Thôi được, tôi xin phép, tôi đi về quê. Anh đứng lại. Để tôi đi đi. Anh mắc cười quá. Anh lớn tuổi rồi mà anh nhí nhảnh hồn nhiên như trẻ thơ ấy. Mệt ghê. Nói vậy mà bỏ về được hay thiệt à. Anh em ta nóng, ta nói những lời vậy thôi mà cái tâm người ta khác. Nói vậy là bỏ về làm sao? Cậu ba, tôi đi vì lòng tự trọng của tôi thôi cậu ba. Tự trọng cái gì không biết, anh mắc cười quá, muốn đi đi à. Thôi, khoan đã. Để lên đây. Cái gì vậy? Để lên đây. Ôm tiễn biệt. Trời cười quá. Mày làm tao bất ngờ quá. Mà mày có tình cảm hồi nào vậy trời? Cảm ơn anh Sơn à. Dạ. Thôi thì tôi cũng đứt từng đạn ruột mà tôi nói thật lòng với anh. Dạ. Anh đi tôi không cản anh. Thôi cậu ba đừng xúc động mà cậu ba. Tôi rất. Mặt cậu ba xúc động kỳ lắm cậu ba. Cậu ba. Biết mà, hồi xưa lúc 3 tuổi má tôi tưởng tôi bị đau không đó, tôi biết mà. Giờ định hình được con người chứ xưa là tưởng đau má không vậy đó. Tôi biết. Nhưng mà tình cảm của anh tôi nhớ lắm. Anh đi giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Nhớ làm ăn, dành dụm tiền bạc nha. Dạ. Trả tôi 200.000 nợ cũ nha. Cái tôi biết liền mà thấy không? Nó đâu có tốt dữ vậy trời. Cậu ơi ba. Đòi nợ nó, đòi nợ đi cậu làm ba ơi. Nhưng mà 200.000 tiền gì hả cậu ba? Mượn gửi về quê cho ba đó. Anh ngộ, nhắc tới mới nhớ. Ba anh ngộ quá. Con đi làm ở đợ trên Sài Gòn mà suốt ngày gửi thư lên rồi gửi tiền gì cho ba, gửi tiền gì cho ba, gửi hoài làm sao vậy? Phải không? Ba gì mới thương con vậy? Trời ơi, cái điều này là ở dưới quê chắc có bồ, bồ dí. Không dám là bà ác quá, quấn đề đó bà. Thấy không? Ờ đúng rồi. Quấn đề thua quá, gửi lên. Mấy người dạ dưới quê rảnh rang không biết làm gì quấn đề không hả? Quấn đề, bao lô nữa mới thua chứ gì đó. Cậu ba, cô hai, nói chuyện cái gì? Tôi cấm cô cậu. Cô cậu có thể nói gì tôi được. Cấm cô cậu không được xúc phạm tới cha tôi. Tôi nghèo lắm. Tôi nghèo lắm. Nhưng mà không bao giờ tôi cho ai xúc phạm tới gia đình của tôi. Đúng, tháng trước tôi mượn lương của cậu 200 ngàn. Nhưng mà cậu biết là số tiền của tôi làm gì không? Làm gì? Tôi gửi về quê cho cha tôi trị bệnh. Chứ không phải ăn chơi gì đâu. Thôi được. Lương tháng này tôi chưa rảnh. Cậu trừ đi. Tôi nghĩ là còn dư đó. Chào cậu. Khoan đã. Trừ đi kìa, trừ không? Khoan đã. Tôi... Nó kêu trừ lương á, trừ không? Làm gì quấn như thanh xà, bạch xà vậy bà? Làm như thân cận lắm vậy đó. Chứ ớn à. Thằng làm thế ơi. Ờ... Anh nói người ta mới biết chứ. Anh không nói ai biết ngứa đầu gãi. Nói là ba bệnh người ta mới biết chứ. Nói ai biết đâu cho gửi tiền xuống cho ba. Đưa 500 đi. Tiền sao sáng vợ nó nhét vô bóp vẫn biết nữa. Bực thôi được ghê rồi. Mà không có. Nè lấy 10.000 gửi cho bác uống thuốc. Trời ơi. Ông nội anh có 10.000 cái lòng của mình gửi cho bác, anh cầm 10.000 xuống tôi. Thôi anh cầm đi cái lòng của nó, anh cầm đi anh. Anh cầm gửi cái lòng của tôi anh giữ đi. 10.000 không đủ đi tiền xe nữa. Cái gì? Bà hay bà cho đi. Mày coi tao cho nè. Cũng có tiền thôi bà cho đi. 20.000. Trời ơi. Hơn mày 10.000 được không? Tao phải hơn mày thôi à. Anh thôi. Đi nó đòi lại giờ đó. Tôi cảm ơn cái lòng tốt của cô cậu nhiều lắm. Tôi không cần đâu. Cái gì vậy? Tôi trả lại. Anh không cần hả? Ủa trả hả? Trả lại rồi nè. Mà đưa đây nè, trả chị đó. Ở kia mày. Ủa này chị hả? Ừ. Mất hồn, tướng 20 của mình không hả? Mày tướng cậu à? Hay quá. Thấy thích màu xanh ha. Thích màu xanh ha. Cô cậu nha. À gì? À, cô cậu cũng có lòng tốt với tôi thì tôi trước khi tôi đi tôi không có cái quà gì tặng cô cậu. Gì? Tôi cũng có muốn quà tặng cho cô cậu đây. Trời ơi tặng quà. Anh đi là tôi mừng rồi. Anh tôi mừng là anh không cần quà, nghèo mà đặt quà cá ớn. Đừng nói tặng hột sòn hay vàng chắc chết. Tôi không có tiền đâu. Tôi nghèo lắm, tôi không có tiền bạc ở đâu mà tặng quà, hột xoàn hay vàng gì cả. Thì tặng vậy? Đây, tôi chỉ có 2 tấm tranh này. Tôi muốn gửi cho cậu và cô. Tặng tranh hả? Tặng tranh hả? Cười đi mày, cười.
Trời ơi, bây giờ tôi anh đứng lại cho tôi nói chuyện nè. Trời ơi, ở nhà chung danh mười mấy năm nay, tôi phát hiện là anh có máu hề mà tôi không biết. Trời ơi, anh nghĩ anh không có tiền mà anh tặng tranh cho tôi báo động cho anh biết nha. Đã cho tôi biết bao nhiêu tranh mà tôi còn không thèm lấy á. Cháu nội ba đời của ông Castro gì đó. Hôm bữa gửi thư qua tôi nói ê mày thích ông Xuyên tao gửi mày tấm tranh của ông nội tao cho mày, vậy mà tôi còn không nhận nữa đó. Tao đang như là muốn mắc cười nghe mày nói hết muốn cười. Sao vậy? Mày ngu quá. Mày biết cái tấm tranh của Picasso là bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Mấy triệu mấy tỷ đó mày. Thôi để mai để mai gọi điện kêu nó đưa lại đi. Đó ngu ghê vậy thiệt á. Hả? Cái gì? Nếu ra nếu. Trên. Ba nè. Ôi ơi. Đúng rồi. Nè. Ê, chị. Sao? À, chị đang tắm cho cưng nè. Đúng á chị. Ê, chị nè. Em nè. Hồi nhỏ ngu à, cái đầu ghẻ không cưng. Mặt như bệnh đau. Mặt có ba con. Ba má nè. Đúng rồi. Cô cậu. Trong gia đình mình vậy hả? Cô cậu à. Tấm tranh này là của ông. Ông gửi lại cho bà. Vậy hả? Hôm nay bà nhờ tôi chuyển lại cho cô cậu. Không quan trọng đâu. Tấm hình phía trước quan trọng. Ông đã có ghi những lời phía sau. Cô cậu lật ra đọc đi. Ê, có ghi chữ nè chị. Có ghi chữ nè. Mình ơi, tôi hạnh phúc lắm vì mình đã sanh cho tôi hai đứa con ngoan hiền chăm học. Gia đình mình mang ơn chị Tư đã cho mình cơ hội khai thác hoa màu trên mảnh đất Long Xuyên. Trời đã không phụ lòng người, cho tôi với mình làm ăn khấm khá. Đất sinh ra hoa lợi, của cải ngày một tăng. Nhưng tất cả tài sản đó, mình chỉ là người giữ giùm cho anh chị Tư. Những gì mình làm ra thì hưởng, còn đất vẫn là đất sở hữu của gia đình anh chị Tư. Ủa? Mình nhớ đừng bán một tấc đất nào mà có tội với vong hồn người đã cưu mang gia đình mình. Còn mấy dãy nhà ở Năm Căn Đà Lạt cũng là của cải tôi đứng tên giùm anh chị Tư. Các con anh chị Tư sẽ về nước trong nay mai và sẽ dùng tài sản này vào công tác từ thiện. Sở dĩ tôi viết vào bức tranh để mình giữ mãi và nhớ những gì tôi dặn dò. Làm sao? Sao ba? Ba viết vậy làm sao chị? Tôi không tin đâu. Tôi không tin chị ơi. Không. Sự thật đó các con. Ngụy tạo. Anh xạo đúng không? Ngụy tạo. Anh giả vô anh xạo phải không? Anh nói thì tôi không tin. Từ thiện cái gì mà từ thiện? Muốn sự từ thiện thật đó các ở nước con. Ngoài. Ủa má, má về hả? Kìa bà. Bà. Má ơi, má về lúc nào vậy má? Má. Má về lúc nào vậy má? Má nói cho con biết đi. Mấy cái này là giả phải không má? Má nói đi má ơi. Con nói má nghe vậy, má cho con nói đi. Là coi như là từ thiện thì ở nước ngoài đem tiền về đây từ thiện đi. Tiền của cả người ta giữ giùm là của người ta rồi, tưởng lấy từ thiện hết trơn vậy đó hả? Má con không có trả đâu má. Má nói gì con không hiểu gì ta má. Má nói giùm con đi. Chứ con phải hưởng chứ. Hai con nín đi. Có cha mẹ nào mà không thương các con chứ. Má biết có ngày rồi hai con sẽ oán giận ba má lắm. Má biết rằng có ngày chị em con sẽ xâu xé nhau trên mảnh đất mà các con cho đó là phần đất hương quả của gia đình mình. Ngày xưa ba má nghèo lắm, thân phận ở đỡ cho chủ điền, cơm không đủ ăn, lại bị người ta hành hạ, cuộc sống rất là cơ cực, nên ba má phải bỏ trốn trong một đêm mưa. Ba má mới chọn đất Long Xuyên là nơi để trú ẩn, để chờ ngày má sanh ra con. Mai nhờ gặp được anh chị Tư là con của ông chủ điền ở Long Xuyên thương, mới cho ba má tá túc đi chờ ngày sanh nở. Trên mảnh đất đó, ba má đã ra công khai quan quốc đất, trồng cây ăn trái. Ba con đã nói, đất không phụ lòng người hiền. Để nhớ ơn anh chị Tư, ba má đã đặt tên cho hai chị em con là Long Xuyên, để kỷ niệm của gia đình mình
biết phần đất đó. Ba với má chỉ là người làm công thôi. Trời. Cố gắng để nuôi cho các con ăn học nên người. Tất cả số tài sản này là của người ta, chứ không phải của ba, của má. Má ơi, sao bây giờ má mới nói? Hồi nào giờ con nói người ta là gia đình mình là chủ ngày xưa không? Bây giờ là nô tì, đâu có biết đâu. Má ơi, má không nói sớm, bây giờ có thiệt với má là con bị vỡ nợ rồi. Con vỡ nợ, con sắp ngồi tù rồi. Bây giờ không có tài sản đó là con ngồi tù, má biết không? Cậu ba bình tĩnh đi cậu ba. Má ơi, má nhìn con đi. Nãy giờ má nói là má nói dối thôi phải không? Má nói thật. Má nói dối. Má nói dối tụi con phải không má? Má nói nhiều lắm má. Con má chết. Nói là má nói dối đi má, má nói dối đi. Má nói đi con chết mất má ơi. Cậu ba ơi, cô bà đang mệt lắm mà. Má giấu Di Chúc ở đâu má? Má nói thật mà. Má giấu Di Chúc ở đâu má nói đi, má giấu Di Chúc ở đâu? Má giấu Di Chúc ở đâu? Lòng tự trọng của mỗi con người là phải tự sức mình vươn lên để xây dựng sự nghiệp. Ai dạy các con? Ai dạy các con lại sống dối trá lọc lừa như vậy? Không bao lâu nữa là con của anh chị Tư sẽ về nước. Má sẽ trả lại tất cả tài sản này cho người ta. Các con không tin má sao? Má ơi, con nói má nghe này. Mình giữ cho người ta lâu lắm rồi, bây giờ nó là của mình rồi. Cước trâu để lâu quá bùng chứ. Tự nhiên là của người ta lại đâu có được. Con mắc nợ má đưa cho con đi. Vì chút má để đâu, tài sản má để đâu? Thôi mà cậu ba. Lòng. Cái gì? Cô hai. Cô hai. Đừng mà. Kìa cô hai. Anh tránh ra đi. Cậu ba. Cậu ba. Tài sản má để đâu? Cậu ba. Con kiếm cái gì ở trong đó? Con kiếm Di Chúc má để đâu? Má nói đi. Di Chúc. Di Chúc má để. Chị ơi. Sao bộ đồ này giống bộ đồ của em quá chị? Hả? Bộ đồ này bộ đồ ngày xưa. Chị ơi, em nhớ rồi. Lúc sinh nhật em, lúc em 6 tuổi, má mua bộ đồ này cho em. Đúng rồi, đúng rồi. Còn bộ đồ này em nhớ. Em nhớ không? Lúc sinh nhật của chị, ba đã mua về cho chị nè. Đúng rồi, má. Em nhớ. Má ơi, má còn giữ tới giờ này hả má? Má còn giữ bộ đồ tới mấy chục năm nay hả má? Má. Má ơi, má còn giữ hả má? Những bộ đồ đó má còn giữ, nó không quý bằng bức tranh của ba con để lại cho hai con. Dạ. Đâu. Bức tranh định mệnh. Bức tranh đâu rồi? Bức tranh đâu? Bức tranh. Chị bức tranh, cầm bức tranh. Bức tranh. Long. Cô cậu ơi. Bức tranh đâu rồi? Bức tranh đâu? Xe. Mọi người còn đừng xe. Bức tranh đâu rồi? Cô cậu ơi đừng mà. Đừng xe mà cô cậu ơi. Đừng xe mà. Bức tranh đâu rồi? Anh tránh ra đi. Bức tranh đâu rồi? Bà ơi, bà, con sẽ lượm lại là con lấy hồ con dán lại cho bà ơi. Bà. Ba. Má. Các cô cậu ơi. Má ơi. Má ơi, má sao vậy má? Má sao vậy má? Má nói đi má. Má. Má ơi. Má ơi. Má ơi, má nói gì đi má ơi. Má tỉnh lại, má tập nhìn con nha. Má. Má ơi. Con. Con biết rồi. Con biết lỗi của con rồi. Mở mắt ra nhìn con đi. Má nói gì với con đi má ơi. Má ơi, bây giờ con không cần gì hết. Con chỉ cần má thôi. Má ơi, tỉnh dậy đi má ơi. Má ơi. Các cô cậu ơi, khi mà các cô cậu đã nghĩ đến bà, biết thương bà, thì bà lại ra đi. Bông hồng đỏ từ đây quá trắng. Má ơi, con không về thăm mẹ, làm sao con biết mẹ nghĩ gì? Trong xe sắt những chiều xa vắng ấy, mẹ sẽ buồn như lúc con đi. Một đời mẹ như hoa cỏ. Hãy subscribe.
ơi. Mảnh áo và tôi chị ơi. Em không hận hết chị.